Loạt ảnh đời thường của Sao Gia Đình là số 1 Dung ILU ở Việt Nam. Trên trang cá nhân, Dung ILU liên tục cập nhật những khoảnh khắc du lịch khám phá các địa điểm ẩm thực nổi tiếng Việt Nam. Ngày 2 tháng 4, Dung ILU bất ngờ đăng tải hình ảnh đeo ba lô lên chuyến bay đến Việt Nam. Anh viết, bằng một cách nào đó mà tôi đã đến Việt Nam rồi. Hãy cùng tôi đi du lịch nhé. Ngay khi đặt chân đến Hà Nội, Mỹ Nam 8X ngay lập tức thưởng thức ẩm thực Việt Nam như ăn phở bò, uống bia và cà phê. Người hâm mộ thích thú với những khoảnh khắc đời thường của Dung ILU, điển hình như lúc anh dạo phố cổ hay check-in bên quốc kỳ Việt Nam, anh mang nón chống nắng và mặc trang phục áo thun quần đùi đơn giản. Khám phá nhiều địa điểm quen thuộc của khách du lịch, Dung ILU được khen vẫn rất điển trai dù ăn diện đơn giản trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người cũng chia sẻ hình ảnh Dung ILU ăn uống hàng quán vỉa hè cùng bạn bè tại Việt Nam sau phim Mặt Trăng Ông Mặt Trời di chuyển từ Hà Nội lên Sapa. Anh chạy xe máy, cập nhật ảnh mỉm cười vui vẻ khi đội nón bảo hiểm tại Sapa, Dung ILU cũng liên tục cập nhật hành trình của mình. Nam diễn viên nhận xét thời tiết ở đây thoáng mát, ngôi sao hàng chinh phục đỉnh Fansipan, ngọn núi cao nhất Việt Nam với độ cao 3.143 m. Đồng thời, Dung ILU ghi lại những quần thể tâm linh và cảnh đẹp ấn tượng trên núi mới đây nhất. Anh tiếp tục chuyến đi qua các nơi nổi tiếng Sapa. Một số dân mạng Việt Nam tiết lộ Dung ILU rất thân thiện khi gặp người dân địa phương, đề nghị chụp hình kỷ niệm. Loạt ảnh Dung ILU bình dân ở Việt Nam thu hút hàng trăm ngàn lượt thả tim. Nhiều bình luận chúc anh có chuyến đi vui vẻ và gợi ý thêm các địa điểm thú vị tại Việt Nam cho nam nghệ sĩ. Ngoài ra, fan cũng kỳ vọng nam thần Gia Đình là số 1 sẽ công khai chuyến đi ở Việt Nam lần này qua vlog sinh năm 1987. Dung ILU là nam diễn viên Hàn Quốc, được biết đến qua các phim Gia Đình là số 1 mùa 1, 49 ngày, Tiệm Mì Mỹ Nam, Sự Trở Lại của Injima, Mặt Trăng Ông Mặt Trời, Lọ Lem và Bốn Chàng Hiệp Sĩ, Nhật Ký Cấm Vệ Quân. Dung ILU có đời tư trong sạch, không scandal. Gần 2 năm trở lại đây, anh tập trung phát triển trên sân khấu kịch, chưa nhận dự án phim ảnh mới.